Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Phạm Hương lần đầu về Việt Nam sau 4 năm ở ẩn tại Mỹ, xúc động ôm chầm lấy fan. Sau 4 năm tạm dừng hoạt động showbiz để sang Mỹ, Phạm Hương đã chính thức trở về Việt Nam trong sự chào đón nhiệt tình từ người hâm mộ. Khoảnh khắc nàng hậu vừa đáp chuyến bay về đến quê nhà nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Trên mạng xã hội TikTok, người hâm mộ Phạm Hương đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nàng hậu vừa trở về Việt Nam. Có thể thấy, sau khoảng thời gian dài sống ở Mỹ, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 khá xúc động khi có dịp về quê nhà. Trong khoảnh khắc gặp lại nhau, Phạm Hương ôm chầm lấy người hâm mộ của mình. Nàng hậu ôm chầm lấy người hâm mộ khi gặp lại sau 4 năm xa cách. Phạm Hương khá xúc động khi có dịp trở về thăm quê nhà. Đáng nói hơn, Phạm Hương không trở về Việt Nam một mình mà còn mang theo cả hai cậu con trai. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Nhất Tì theo mẹ về thăm Việt Nam. Các bé tạo ra khá lạ lẫm và ngơ ngác khi nhìn thấy khung cảnh nơi đây. Hai cậu con trai của Phạm Hương cũng theo mẹ trở về Việt Nam. Khoảnh khắc nàng hậu cùng con trai đang ngồi trên máy bay để về quê hương. Cậu con trai lớn của nàng hậu rất hào hứng khi ngồi trên máy bay. Trước đó, Phạm Hương bất ngờ đăng tải hình ảnh cô và hai cậu quý tử đang trên máy bay, khiến khán giả đoán già đoán non về việc cô trở về Việt Nam sau 4 năm ở Mỹ. Sau đó, một người bạn thân thiết với nàng hậu đã lên tiếng xác nhận cô đã đáp chuyến bay về đến quê nhà. Trước đó, nàng hậu khoe ảnh và ấp mở chuyện trở về Việt Nam. Con trai Phạm Hương lần đầu được trở về quê mẹ. Người bạn của Phạm Hương chia sẻ trên Facebook: "Mọi người inbox tụi em hỏi han nhiều quá, nên tụi em trả lời một lần luôn ạ. Phạm Hương vừa đáp chuyến bay về Việt Nam rạng sáng ngày 13 tháng 6. Mục đích trở về là thăm gia đình, cũng như tham gia một số hoạt động trong thời gian tới. Cảm ơn anh chị báo chí đã quan tâm đến Hoa hậu Phạm Hương ạ." Người bạn thân thiết với Phạm Hương xác nhận cô đã trở về Việt Nam. Nàng hậu đã có khoảng thời gian 4 năm sống tại Mỹ. Bên cạnh đó, quản lý của Phạm Hương cũng cho biết, nàng hậu hoàn toàn giấu kín thông tin khi cô trở về Việt Nam. Mãi cho đến khi đáp chuyến bay thì Phạm Hương mới thông báo với mọi người rằng cô đã trở về quê nhà. Đông đảo bạn bè, ekip và người hâm mộ đều bày tỏ sự vui mừng khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 tái xuất sau 4 năm ở ẩn tại Mỹ để chăm sóc gia đình. Quản lý Phạm Hương cũng vừa biết tin nàng hậu trở về nước vào rạng sáng ngày 13 tháng 6. Khán giả mong chờ màn tái xuất showbiz của nàng hậu. Thông tin Phạm Hương đã trở về Việt Nam nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Mọi người đều rất mong chờ màn tái xuất showbiz của nàng hậu trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.